Làm thế nào để được trí lực phi xứ, trí lực quá khứ, vị lai, hiện tại, nghiệp báo, trí lực căn tháng liệt, trí lực đủ thứ giới, trí lực đủ thứ giải, trí lực nhất thiết trí xứ đạo, trí lực thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh, trí lực túc trụ niệm, trí lực vô chướng ngại thiên nhãn, trí lực đoạn các tập. Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi 10 vấn đề. Làm thế nào để được 10 trí huệ lực của Phật? 1. Làm thế nào để được trí huệ lực biết sự vật là hợp lý hay không hợp lý? 2. Làm thế nào để được trí huệ lực biết quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời nghiệp báo? 3. Làm thế nào để được trí huệ lực biết căn tánh của chúng sinh là thắng hay liệt? 4. Làm thế nào để được trí huệ lực biết đủ thứ cõi chúng sinh thế gian chẳng giống nhau? 5. Làm thế nào để được trí huệ lực biết đủ thứ hiểu biết tri giải của tất cả chúng sinh? 6. Làm thế nào để được trí huệ lực biết hành năm giới, 10 thiện, 4 đế, 8 chánh đạo? 7. Làm thế nào để được trí huệ lực biết tất cả thiền định, 8 giải thoát và tam muội nhiễm tịnh? 8. Làm thế nào để được trí huệ lực biết việc túc mạng quá khứ của tất cả chúng sinh? 9. Làm thế nào để được trí huệ lực biết dùng thiên nhãn quan sát chúng sinh, sinh tử và nghiệp thiện ác chẳng chướng ngại? 10. Làm thế nào để được trí huệ lực biết vĩnh viễn đoạn tất cả tập dư vọng hoặc?